vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 Và 0971 336 559 nay em lên cho bác một nô iPhone 13 các bác nhé Một nô iPhone 13 cực chất này Ở đây, Sạc có 14 lần, sạc 91 lần, sạc 29 lần Sạc 28 lần, sạc 74 lần Nô này thì giá cực kỳ êm anh chị em này Đấy. Nô này giá chỉ 10 triệu 500 ngàn đồng cho một sản phẩm anh chị em nhé Nô này thì đẹp xuất sắc luôn này anh chị em Mới xài có 14 lần nguyên zin nguyên bản, nguyên áp, bản mỹ anh chị em nhé Đấy. Cái nô này thì em khẳng định cho anh em là rất là rẻ luôn 10 triệu 500 có đầy đủ phụ kiện như ốp nâng cường lực củ sạc, cáp sạc rồi que chọc sim anh chị em nhé Máy thì à, bản Mỹ full chức năng anh chị em này Không thiếu bất kỳ một chức năng gì Đấy, iPhone à, 13 bản Mỹ Mã mà 128GB Đấy, Cực kỳ chất luôn nhá Pin zin 100% anh chị em này Sạc ít này Đấy, Cây này sạc có 14 lần này Giá chỉ có 10 triệu 500 ngàn đồng Đầy đủ phụ kiện Có ốp nâng, có cường lực, có củ sạc Có cáp sạc, có que chọc sim anh chị em nhé Cực kỳ đẹp này anh chị em thích cây nào thì liên hệ trực tiếp cho em em quay phim chụp ảnh gửi cho anh chị em nhé Máy cực chất luôn Đấy, Giá thì cực kỳ xuất sắc luôn Giá chỉ 10 triệu 500 Và bao ship toàn quốc anh chị em nhé Anh chị em chỉ cần à, nên đơn này Đấy, Rồi à, mua lần đầu thì đặt cọc cho em 100 000 đồng Còn anh chị em nhận được máy kiểm tra máy và thanh toán cho shipper em Máy thì full mọi chức năng bảo hành cho anh chị em 1 năm Nỗi một đổi một trong vòng một tháng đầu tiên cái tháng đầu tiên là em cho anh chị test máy này Nỗi em đổi mới luôn còn những tháng sau này em bảo hành cho anh chị em theo chính sách của hãng này nỗi nhẹ là bên em sẽ thay cái linh kiện là chính hãng anh chị em nhé còn nỗi nặng là bên em sẽ đổi mới máy mới luôn cho anh chị em này cây tiếp theo này sạc 91 lần này Đấy. máy cực kỳ đẹp anh chị em nhé sạc mới có 91 lần máy nguyên di nguyên bản nguyên áp luôn anh chị em này Ở, Siêu chất siêu đẹp nhá Những cái uh, nô no này thì Em uh, đảm bảo cho anh em dùng cực kỳ thích luôn Và máy thì giá cực kỳ rẻ Chỉ 10 triệu 500 Và bao ship toàn quốc Máy thì full mọi chức năng luôn Ở, Mọi chức năng đều full Anh chị em nhé Không thiếu bất kỳ một chức năng gì Cam 1, cam 2, rồi video, rồi điện ảnh Không thiếu bất kỳ một cái gì anh chị em nhé Anh chị em về dùng thoải mái này Đấy, test thử trong vòng một tháng đầu tiên ok thì thôi nhé còn đâu anh chị em có thể mang sang cửa hàng bên thứ ba gần nhà Đấy, anh chị em nào check nếu như mà máy của nó là không nguyên zin nguyên bản Đấy, thay thế bất kỳ một cái linh kiện nào bên ngoài anh chị em có thể trả lại máy nhé bất kỳ trong thời gian bảo hành anh chị em mang kiểm tra thoải mái trong vòng một năm kiểm tra ok thì thôi Đấy, thích lúc nào mình đi kiểm tra lúc đấy nhé còn cây này sạc có 74 này Tất cả là bản Mỹ hết anh chị em yên tâm sử dụng này Đấy, Máy bản Mỹ hết Đây Đấy. hai sim hai sóng một sim vật lý và một e sim Anh chị em này dùng rất là ok luôn Và máy thì bảo hành cho anh chị em rất là lâu dài Bảo hành một năm Nỗi đổi mới luôn Trong vòng một tháng đầu tiên Đấy. đây đây chị em này cây này mới sạc có 29 lần máy nét bóng luôn anh chị em này cực kỳ nét cực kỳ đẹp này cực chất luôn nhé bên em đều tiếp mọi chức năng ok rồi anh chị em chỉ về nắp sim vào sử dụng còn củ sạc cáp sạc này em gửi cho anh chị em là củ sạc cáp sạc nhanh nhé về mình chỉ cần cắm này Đấy, ví dụ như mà trong vòng nửa tiếng là đầy pin anh chị em đi làm chưa về tranh thủ nghỉ trưa nửa tiếng cắm vào cái đầy pin mình dùng cả ngày ok máy thì đầy đủ như là trước khi ấy này em dán cường lực cái nắp ốp này nắp bảo vệ cam này Đấy, bảo vệ hai mắt cam này nhé nắp ốp nắp bảo vệ cam phun mọi chức năng cho anh chị em có củ sạc cáp sạc và phí ship luôn rồi máy siêu chất luôn Đấy. anh chị em nào ở gần thì qua nhà em xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại cầu dạp xã tân hương huyện ninh giang tỉnh hải dương còn cách nhà em từ 2 đến 30 km mà ngại qua nhà em thì ano này em ship tận nhà cho anh chị em Đấy, cài đặt danh bạ hình ảnh từ máy cũ sang máy mới cho anh chị em nhé máy siêu chất siêu đẹp này Đấy, 13 tất cả iOS 17 chấm này không hề có ai cả nào anh chị em mua máy bên em về vào cài đặt này Đấy, mình đặt lại để cho thoải mái này nhớ là dòng 2 nhé Đấy, xóa trắng nó đi một là có ai cả nào ẩn hai là máy nốc Đấy, là anh chị em à biết ngay. Đấy. Mình cài đặt lên máy nóc thì nó không nhận sim nó ghi là thẻ sim của bạn không um, được cái gì đây em không nhớ một dòng dài, có nghĩa là nó không nhận sim. Và nếu như máy nào có ai cần nào ẩn là mình không kích được lên tất cả máy bên em anh chị em cứ về reset thoải mái này. Em hướng dẫn lại này. Mình vào cài đặt này. Vào cài đặt chung này, mình kéo lên này, mình đặt lại này, nhớ là cái dòng hai nhé. Cái dòng 1 thì nó không xóa được hết đâu. Dòng 1 máy nốc với lại máy iCloud ẩn thì nó vẫn cứ trôi qua. Dòng 2 là nó xóa tất cả luôn này, anh chị em nhé. Xóa tất cả nội dung là Đấy, là rất là ok luôn. Nó có phải là máy nốc hay không? Còn cái này là hai sim, một sim thì anh chị em nắp trực tiếp vào máy này. Mình chọc cái khay sim này ra nắp vào một sim là mình mang thẳng ra Viettel. Dùng Vina thì ra Vina. Đấy, dùng Mobi thì ra Mobi người ta bắn vào trong này là hai sim anh chị em nhé. Giá thì cực kỳ ok. Em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào hẹn gặp lại anh chị em vào video lần sau.